Dạ vâng, em Tùng à, chào anh em à, thì hôm nay em setup cho anh em một cái combo của hãng Milky và giá cũng là khá tốt. Thì tất cả bảo hành là 3 tháng. Sạc này là sạc bàn 220, sạc được 18 và 12V. Và pin này, pin Samsung 25R. Và cái máy này từ Mỹ về, nó mã của nó là 2902. Tốc độ của nó là từ 0 đến 550 và từ 0 đến 1800 vòng trên phút. Hàng Mỹ có chứng nhận UL. Rồi, cái cả một cái combo này giá của nó là 3,7 triệu. Giá cũng khá là tốt ha anh em. Bảo hành cho anh em là 3 tháng hết. Rồi, em test cho anh em. Cái này nó có báo hở pin. Ok anh em ha. Nó có búa luôn nha anh em. Anh em xài khoan từ đầu sắt. Đầu này là đầu sắt, đầu kẹp Autolock 13. Đây, bên Tùng có bán cái đầu kẹp Autolock 13 của nó luôn nha anh em. Đây, giá là 400 của Milky của hãng. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em. Và giá của em này là 3,7 triệu. Rồi, em Tùng cảm ơn.